Dạ vâng, em xin trân trọng kính chào toàn thể các bác đang xem video. Hôm nay thì nhà em lại cập bến rất là nhiều mặt hàng lan rừng của bản địa Cao Bằng với giá cực kỳ rẻ thôi để cho các bác sưu tầm. Và đặc biệt nhất là hôm nay em có hoàng thảo kèn rừng Lai Châu này ở bên kia các bác nhé. Đang hoa chuẩn hoa luôn, rất là đẹp. Một trong những dòng lan rất là hiếm và hot trên thị trường. Dòng này nó không có nhiều đâu các bác ạ. Em đã phân chia đều tất cả các hình. Lát em sẽ giới thiệu chi tiết từng hình một để cho các bác sưu tầm. Và những cái hình vanda em bán chỉ có 100.000 đồng một hình các bác nhé. Này, lát em sẽ giới thiệu thứ tự đi. Bây giờ em sẽ giới thiệu hàng kg trước. Những cái hình thì em sẽ giới thiệu sau. Đầu tiên là em có hàng kg là địa lan Mạc Xuân này. Này, sáng nay dân vừa lấy về cho đây các bác nhé. Hàng còn rất là tươi đẹp. Em bán là 80.000 đồng một cân. Đấy, giá cực kỳ rẻ thôi các bác ạ. 80.000. Cái dòng này các bác mua một cân là ghép được khá là nhiều chậu rồi. Đây. Cái dòng địa lan bây giờ được rất là nhiều bác ưa chuộng các bác nhé. Đây, nhiều bác quan tâm cái dòng địa lan lắm. Chắc là tới đây là nhiều người chuyển sang chơi dòng địa lan đây. Địa lan thì nó mặt bông nó phổ biến lắm các bác ạ. Hàng có khoảng chục cân. Em bán là 80.000 đồng một cân. Đây các bác có thể kèm cùng những mặt hàng khác này. Tiếp theo là hoàng thảo long nhãn này. Hàng ngày nào dân cũng lấy về các bác ạ. Mỗi ngày mười mấy cân. Nên là các bác lấy cây dài, cây ngắn, cây dề có đầy đủ này. Hoàng thảo long nhãn hoa màu vàng cam nhé. Cũng tầm khoảng tháng nữa là có hoa các bác ạ. Có nụ hoa. Em bán là 60.000 đồng một cân. Hàng ngắn cũng có này, hàng dài, hàng dề cũng có này. Hàng rất là đẹp. Hoa thì các bác có thể lên Google để tìm hiểu thêm nhé. Hoặc bây giờ em cho các bác xem. Đỡ các bác phải xem lại. Đây các bác ạ, hoa của hoàng thảo long nhãn này, màu vàng cam rất là đẹp này. Cái dòng này vừa rẻ tiền hoa cực kỳ nổi luôn. Và lát em có hai vệ nữ nhá. Đây là mặt hoa của hai vệ nữ này. Bông rất là to và cái dòng này hoa nó bền các bác ạ. Cực kỳ bền luôn. Độ bền của nó có thể lên đến khoảng gần 2 tháng. Kiếm La Giáo thì em cũng có một ít các bác nhá. Này, cái mặt hoa của Kiếm La Giáo đây. Các bác có thể lên mạng để tìm hiểu thêm. Để em lên Google cho các bác xem. Nói chung dòng này thì hoa nó đẹp các bác ạ. Nó khá là lạ mắt. Lưới đỏ với lại cánh vai nó có một vệt màu đỏ này, rất là đẹp. Nên hai vệ nữ thì em có khoảng 30 cân cơ. Nên dân lấy về cho hàng rất là đẹp. Xanh tươi mơn mởn luôn. Em bán là 70.000 đồng một cân. Nếu mà các bác lấy nhiều thì em lấy 60.000 các bác nhé. 60.000 nếu mà các bác lấy khoảng 5 cân. Còn nếu mà lấy lẻ tẻ 1-2 cân thì em lấy 70.000 đồng một cân. Có hai vệ nữ. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu những cái hình lan hoàng thảo kèn trước này. Hoàng thảo kèn rừng Lai Châu. Hoa thì đang nở tại đây rồi. Chuẩn mặt hoa cho các bác xem rồi. Này. Hoa rất là tím. Cực kỳ tím luôn các bác ạ. Hàng này thì rất là hiếm. Mùa hoa thì dân mới tìm được các bác nhé. Còn qua mùa hoa đi là không có dòng này để bán đâu. Nên là chuẩn kèn rừng 100% này. Cánh tím, lưới tím này rất là đẹp. Cái dòng kèn thì nó thuộc top một loại, thuộc top 1 những cái dòng hoa sai hoa và đẹp nhất. Đấy, kèn là đứng đầu rồi các bác ạ. Không có dòng nào đẹp bằng hoàng thảo kèn. Nên là các bác nào chưa có thì nên mua sưu tầm các bác nhé. Nói chung là về vẻ đẹp thì cái dòng này thì nó nhất rồi các bác ạ. Em đã ghi giá cụ thể. Và cái dòng này thì nó cũng nổi tiếng trên thị trường rồi các bác ạ. Giá cả nó cũng khá là cao. Nên các bác mua một ít để làm giống đây. Em mua một phần như này là đi các bác trồng một giò thoải mái. Hình số 1 này em bán là 220.000. Kèn đường thì nó dễ chăm lắm các bác nhé. Này, những rễ bé này đi trồng mình cứ chăm tốt như hàng va thì nó sẽ đẹp ngay. Hình số 1, 1 rễ, 2 rễ, 3, 4, 5. Mùa này nó đang lên mầm gốc các bác nhé. Đang lên mầm gốc này.
Còn những cái rễ to người dân vận chuyển thì nó bị gãy mầm khúc, mầm gốc một số này. Cái này vừa nhú. Cái rễ này vừa nhú đây các bác nhá. Này. Hình số 1 là 220.000. Tiếp theo hình số 2 này, 250.000. Này, quả của nó kèn đây nó tròn như này các bạn. Còn cái dòng ý ngọc thì quả nó rất là quả nó dẹt các bác nhá. Nó nhìn như kèn nhưng mà nó dẹt. Đấy, nhưng cái này chưa có hoa, hết hoa rồi các bác. Đây mầm gốc đang lên. Còn cái rễ là mầm gốc bị người dân vận chuyển bị gãy thì đi nó mọc lại mầm mới thôi. Cái dòng này em trồng rất là nhiều rồi nên em hiểu về đặc tính của dòng này. Nên cái mầm gốc này nó gãy thì nó sẽ mọc lại thôi, các bác yên tâm nhé. Hình số 2 là 250.000, có 1 rễ, 2 rễ, 3 rễ, 4 rễ, 5 rễ này. Đi các bác ghép 5 chậu, ok. Hình số 2 là 250.000. Tiếp theo hình số 3 này. 250.000. Mầm gốc này, một số mầm bị gãy nhưng mà nó không ảnh hưởng đâu các bác nhé. Này, mầm này ok này. Gãy thì nó sẽ mọc lại bình thường. 1 rễ, 2 rễ. 1 2 3 4 5 cũng 5 rễ. Tính ra mỗi rễ chỉ có 50.000, rẻ quá các bác ạ. Hình số 3 là 250.000. Tiếp theo hình số 4 này. Hình số 4 là cũng 200 à, hình số 4 là 300.000. 1 rễ, 2 rễ, 3 rễ, 4 rễ, 5 rễ. Nên rễ này mầm gốc còn ok. Nói chung là cái mầm gốc đi nó cũng mọc lại bình thường. Hoa đây các bác nhá. Cuối mùa hoa rồi nên là nó người dân vận chuyển nữa nó bị dập cũng gần tàn rồi. Mùa hoa thì mới người dân mới tìm được. Chứ hết mùa là lại không có. Hình số 4 là 300.000. Tiếp theo hình số 5 này, 300.000. Hình số 5 là nguyên một rễ các bác nhá. Này, nguyên một rễ này mầm gốc còn ok. Giá cả thì quá hợp lý rồi. Một rễ này chỉ có 300.000 quá rẻ rồi. Tiếp theo hình số 6 này. Hình số 6 đang hoa này. Tím đẹp chưa các bác? Cực kỳ tím đậm luôn. Không sai đi đâu được. Đấy. Một rễ này, hai rễ, ba rễ, bốn rễ. Hình số 6 là 300.000. Rất là đẹp. Tiếp theo hình số 7 này. Hình số 7 là cũng 300.000. Một rễ đang mầm gốc đang lên rất là đẹp. Đấy, rễ này đi các bác cắt tỉa thế thì mình ghép ok. Nhìn cũng rất là đẹp, mầm gốc thì còn ok các bác nhé. Tiếp theo hình số 8 là 280.000. Này hoa nó tàn rồi. 1 rễ, 2 rễ, 3 rễ, 4 rễ, 5 rễ. Này hình này rễ to nhá các bác nhá. Rễ cá to. 280.000 hình số 8. Tiếp theo hình số 9, 280.000. Này, cái rễ này mầm gốc đẹp lắm này. Đi những cái mầm nào bị gãy thì đi nó mọc lại. Này. 1 rễ này mầm gốc còn nguyên các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 rễ. Hình số 9 là 280.000. Tiếp theo là hình số 10 300.000 các bác nhá. Đấy, hình số 10 này đang hoa rất là tím. Chuẩn hoa luôn các bác, không sai đi đâu được các bác nhá. Mùa này mua là uy tín luôn, không lẫn vào đâu được. 1 rễ, 2 rễ, 3 rễ, 4 rễ. Tổng số này thì chỉ có 300.000. Quá rẻ luôn các bác ạ. Em bán rẻ trả lời lãi bao nhiêu đâu các bác nhá. Này, bán quá mềm rồi. Tiếp theo hình số 11 là 280.000 này. 1 rễ, 2 rễ, 3 rễ. Đấy, mầm gốc lên. Cái rễ này không có mầm gốc là đi nó sẽ mọc lại một cái mắt khác các bác nhá. Này, hoa nó chủ yếu cái mặt hoa này tím là ok rồi. Hình số 11 là 280.000. Tiếp theo hình số 12 này, có hai rễ rất là đẹp. Này. Hai rễ này. Quả này, chuẩn kèn, hoa rất là tím. Này, mầm gốc đang lên này. Đấy. Này. Cái
thân của nó vẫn da ki các bác nhé, da ki da hoa bình thường này. Đấy, cái dòng kèn thì nó nói chung là ki nó không được nhiều như phi điệp, nhưng mà nó vẫn ra. Hình số 12 này là 350.000, có hai rể to đẹp. Tiếp theo là hình số 13 là một khúc cáo đây, một khúc cáo nguyên bản rất là đẹp. Lá xếp. Đây. Lá xếp cực kỳ đẹp luôn. Em bán là 350.000 các bác nhé, cho cái khúc này. Nguyên bản một mẹ hai con. Đấy. Đẹp quá các bác ạ, khúc này là đây, rất là đẹp luôn. Lá xếp đẹp mà lá to. Đi các bác chăm tốt càng năm nó càng lên nhiều cặp lá thì càng đẹp. Bản lá rất là to đẹp. Bản lá ngắn nữa các bác nhá. Đây, bản lá ngắn đẹp. Em kết cái khúc này quá đi. Hình số 13 là 350.000. Tiếp theo là những cái hàng rời. Đây, hàng rời thì em bán cũng giá hợp lý thôi. Giá cực kỳ rẻ thôi. Hình số 13, à 14 chứ, 130.000. Đây, cây xếp con này. Đấy, một phần như này 130.000 đi các bác thoải mái ghép được mấy chậu liền. Rất là đẹp các bác nhé. Hàng rất là tươi. Đây, cả đống này là 130.000. Tiếp theo hình số 15 này, 130.000. Cây rất là đẹp các bác nhá. Cáo của vùng Cao Bằng thì hoa nó màu tím đậm. Cáo của núi đá mà nên hoa nó rất là tím đẹp. Đẹp, phần này cũng rất là ok này. Nhiều cây đẹp. Phần số 15 là 130.000. Tiếp theo phần số 16 đây. 16 là 100.000 các bác nhá. Giá quá rẻ luôn. Đấy, 100.000 được một phần như này là quá rẻ rồi. Người dân đi tìm rừng còn khó các bác nhá. Cả đống này. Cáo xếp nữa này. Cáo đỏ này. Đấy. Cáo đỏ hoa tím đỏ đẹp hơn. Hình số 16 là 100.000. Tiếp theo hình số 17 này, 100.000. Này có mấy cây cáo đỏ đẹp quá, lá xếp nữa. Này. 100.000 là rẻ beo các bác ạ. Đi các bác ghép thoải mái. Bán rẻ. Như cái hình này thì em bán thì chỉ được vốn là cùng thôi các bác ạ. Rất là nhiều. Vì một số hình đẹp thì em lấy lái, còn những hình bình thường em chỉ lấy vốn thôi các bác nhá. Tiếp theo hình số 18 này là 120.000. Cái rất là đẹp, cớ tầm này trồng thuần chậu rất là nhanh. Cái xếp rất là đẹp. Nhiều cây các bác nhé. Cả phần này 120.000. Tiếp theo hình số 19 này là 130.000. Đây. Những cáo mọc trên cây nó rất là đẹp này. Đấy. Đây. Này. Cặp này rất là to đẹp này. Hình số 19 là 130.000. Tiếp theo hình số 20 là một rể kiếm lô hội của Cao Bằng. Đây, đây là một cái rể nó quấn vào cái gỗ mục rồi các bác nhé. Nhưng mà đi các bác đặt để nó không không chết được, vì cái rể này nó cái giá thể nó rất là đẹp. Nó quấn vào một cái gỗ mục rồi. Bây giờ các bác đi đặt đâu xong đấy. Rể này rất là to đẹp. Kiếm lô hội của Cao Bằng thì hoa nó màu nâu đỏ các bác ạ, rất là đẹp. Hình số 20 100.000. Tiếp theo hình số 21 là một phần kiếm la giáo này. Kiếm la giáo các bác có thể lên mạng tìm hiểu thêm. Cái dòng này nó khá độc lạ, lá nó màu tím. Và bông khá là to. Cho mặt bông đẹp lắm các bác nhé. Bạn này em có cho các bác xem mặt hoa rồi đấy ạ. Mặt hoa của kiếm la giáo rất là đẹp. Dòng này nó cũng khá lạ lạ. Nếu bác nào chưa có thì mua một phần này để sưu tầm giống. Hình số 21 là 150.000.
Tiếp theo hình số 22 này là Vanda hương chanh. Đây, cả phần này em bán là chỉ có 100.000. Quá rẻ luôn. Lá xếp, lá lướt đầy đủ. Đây. Đây. Cả đống này các bác nhé. Vanda hương chanh với Vanda nhện xanh này. Cả đống này là em chỉ có bán 100.000 cho hình số 22. Tiếp theo là hình số 23, 100.000. Dạ. Đấy, được cái rễ này đi các bác. Không phải rễ đâu, hàng đời, nhưng mà cây nó đều đều nhau các bác nhé. Đi các bác ghép vào cây hay vào chậu cũng được, đi quá tuyệt vời rồi. Cặp lá thì nhiều vô kể luôn. Đây, bó này nữa này. Chỉ có 100.000 cho hình số 23. Tiếp theo hình số 24 này cũng chỉ có 100.000. Đây ạ. Đây, lá xếp V nữa này. Cỡ này các bác đi ghép là đặt vào chậu là nhìn sẽ rất là đẹp. Đây, rất là nhiều các bác nhé. Hình số 24 là 100.000. Tiếp theo hình số 25 là cũng 100.000. Có một rễ rất là đẹp này. Đây các bác ạ, cái rễ này đẹp chưa? Đấy, được cái rễ này là ghép là ngon này. Hình số 25 là cũng 100.000 các bác nhé. Tiếp theo hình số 26 này. Cái phần này rất là nhiều. Đây, cả một đống này luôn, cả một loạt này luôn. Các bác đi thoải mái ghép này. Đây. Phần số 26 này em bán là 150.000 nhất cả đống này các bác nhé. Rất là nhiều.